Thời điểm uống vitamin E trong ngày an toàn và tốt nhất cho trẻ là băn khoăn của nhiều ba mẹ. Ngày nay, việc bổ sung vitamin tổng hợp nói chung và vitamin E nói riêng rất phổ biến. Ba mẹ hãy cùng tìm hiểu những thông tin chuẩn khoa học qua video dưới đây. Vitamin E là gì? Trước hết về phân loại vitamin E là vitamin tan trong dầu, được xếp cùng loại với vitamin A. Vitamin D và vitamin K, chúng không tan trong nước, có màu vàng nhạt và thường ở dạng lỏng. Vitamin E chịu được nhiệt độ cao nên không bị phân hủy khi nấu ăn thông thường. Tuy nhiên, chúng lại dễ bị phá hủy bởi tia tử ngoại. Vitamin E thường tồn tại ở hai dạng, dạng tổng hợp và trong tự nhiên. Vitamin E dạng tổng hợp thường là dạng viên nang, viên nén hoặc ống bầu dung dịch. Trong thực phẩm tự nhiên, vitamin E có nhiều trong dầu gấc, dầu hướng dương, dầu ô liu, trong rau màu xanh đậm, sữa và trứng. Lợi ích của vitamin E đối với sức khỏe của trẻ vitamin e có rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của trẻ cùng điểm qua một số lợi ích của chúng trước khi đưa ra quyết định về thời điểm uống vitamin e nhé vitamin e được coi như một chất chống oxy hóa tự nhiên bởi vậy chúng giúp ngăn chặn việc hình thành các chất oxy hóa độc hại cho cơ thể vitamin e cũng làm giảm quá trình oxy hóa các phân tử protein từ đó chúng có tác dụng ngăn chặn việc hình thành các mảng sơ vỡ động mạch bổ sung vitamin e cũng giúp giảm cholesterol xấu chất béo gây tắc và sơ vữa mạch máu vitamin e cũng xuất hiện trong quá trình tạo tế bào hồng cầu và có vai trò chống đông máu bên cạnh đó vitamin e cũng giúp tăng cường hấp thu vitamin a vitamin k và giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể ở trẻ bổ sung vitamin e cũng là cách để tăng cường sức đề kháng ở trẻ thời điểm uống vitamin e tốt nhất đối tượng nên dùng vitamin e được khuyên dùng cho tất cả mọi đối tượng Việc bổ sung vitamin E sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Theo chuyên gia, thời điểm uống vitamin E trong cuộc đời bao gồm: Trẻ em từ trong thai kỳ, bổ sung vitamin E khi mang thai sẽ giúp thai nhi phát triển tốt, giảm nguy cơ sảy thai hay sinh non. Trẻ em, vitamin E giúp tăng cường chuyển hóa, phòng ngừa thiếu máu và tăng cường đề kháng ở trẻ. Trẻ em bị bệnh beta thalassemia, vitamin E giúp giảm nguy cơ oxy hóa protein trong máu. Trẻ em phải phẫu thuật mắt bằng laser Vitamin E sẽ ngăn chặn tổn thương và bảo vệ sức khỏe mắt. Liều lượng bổ sung vitamin E theo khuyến nghị. Trước khi tìm hiểu thời điểm uống vitamin E tốt nhất, ba mẹ cần nắm rõ trẻ nên bổ sung vitamin E theo liều lượng ra sao. Theo nhu cầu khuyến nghị, liều lượng bổ sung vitamin E cho trẻ cụ thể như sau: trẻ sơ sinh do sữa mẹ cung cấp đủ lượng vitamin E nên chưa cần bổ sung. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần cung cấp 6 mg một ngày, trẻ từ 4 đến 8 tuổi cần 7 mg một ngày, trẻ từ 9 đến 13 tuổi cần 11 mg một ngày, trẻ trên 14 tuổi cần 15 mg một ngày, đối với phụ nữ có thai cần 15 mg một ngày, đối với phụ nữ đang cho con bú cần 19 mg một ngày. Vitamin E có thể tích lũy trong các tế bào mỡ của cơ thể. Do vậy, có thể bổ sung vitamin E liều cao với mức tối đa như sau: Trẻ từ 1 đến 3 tuổi tối đa 200 mg một ngày, trẻ từ 4 đến 8 tuổi tối đa 300 mg một ngày, trẻ từ 9 đến 13 tuổi tối đa 600 mg một ngày, trẻ từ 14 đến 18 tuổi tối đa 800 mg một ngày, người từ 19 tuổi trở lên tối đa 1000 mg một ngày. Ba mẹ lưu ý hàm lượng trên tính bao gồm cả vitamin E trong khẩu phần ăn hàng ngày và lượng bổ sung thêm nhé. Thời điểm uống vitamin E tốt nhất. Thời điểm uống hiệu quả Vậy với các đối tượng và liều khuyến nghị nêu trên thì đâu là thời điểm bổ sung hiệu quả nhất? Sẽ có 3 thời điểm bổ sung vitamin E tốt nhất trong ngày như sau: buổi sáng, đây là thời điểm phát huy hiệu quả với hầu hết các vitamin, bao gồm cả vitamin E, khi đó cơ thể sẽ dễ dàng tiếp nhận, hấp thu và chuyển hóa vitamin E, thời điểm này cũng dễ cho ba mẹ trong việc nhớ và bổ sung cho trẻ. Sau bữa ăn 30 phút thời điểm này sẽ phù hợp với đặc tính tan trong dầu của vitamin E, đối với vitamin E ở dạng viên nang, bổ sung ở thời điểm này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bữa ăn của trẻ, trong bữa ăn, lượng dầu mỡ của bữa ăn sẽ giúp trẻ hòa tan ngay lượng vitamin E vừa bổ sung. Thời điểm này sẽ phù hợp với vitamin E dạng ống dung dịch. Ba mẹ có thể dễ dàng hòa tan chúng vào thức ăn cho trẻ. Lưu ý nên hòa với một lượng canh hoặc thức ăn vừa đủ để trẻ dễ tiếp nhận nhé, dù ba mẹ lựa chọn thời điểm nào trong ngày để uống cũng nên cung cấp khẩu phần ăn đủ dầu mỡ để hỗ trợ trẻ. Ba mẹ hãy thật lưu ý vấn đề này nhé. Lưu ý khi bổ sung vitamin E cho trẻ. Ngoài thông tin về thời điểm uống vitamin E, trong quá trình bổ sung ba mẹ cũng cần lưu ý những điểm sau. Bổ sung vitamin E liều cao sẽ có thể gây một số tác dụng phụ như sau: mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, đối với trẻ có một số bệnh như thiếu vitamin K, bệnh về gan, rối loạn đông cầm máu hay viêm võng mạc sắc tố. Ba mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ khi bổ sung vitamin E cho trẻ, vitamin E dạng bôi ngoài da có thể gây kích ứng da cho trẻ. Bổ sung vitamin E liều cao. Ba mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nguyên nhân bởi vitamin E có khả năng tích lũy trong tế bào mỡ. Việc bổ sung vitamin E thừa sẽ dẫn tới ngộ độc ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, đồng thời bổ sung các vi chất khác cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold là sản phẩm cung cấp hầu như đầy đủ các vi chất cho bé. Các vi chất có trong cốm tiêu hóa có thể kể đến là 6 loại vitamin B, các khoáng chất DHA, lysin. Chúng giúp tăng hệ miễn dịch của bé được tăng cường. Và men tiêu hóa, lợi khuẩn giúp khả năng hấp thu vitamin E của trẻ. Thời điểm uống vitamin E và liều lượng bổ sung theo tuổi luôn là câu hỏi lớn với nhiều ba mẹ. Hy vọng video đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp ba mẹ giải đáp thắc mắc về bổ sung vitamin E cho trẻ. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo